các bạn cùng tôi trò chuyện với tài xế ô tô không ạ? Buổi sáng ngày hôm nay có tới 5 chiếc xe ô tô tải Hoa Mai của công trình chở đất tập kết đấy các bạn nhé. Các bác tài xế ô tô tải Hoa Mai nói là rất khỏe. Tôi sơ hiện một chiếc xe lại các bạn nhé. Buổi sáng này rất là đông xe. Đó, tài xế ô tô tải Hoa Mai quần đảo nói là quá là kiệu luôn. Các bạn phải thấy những chiếc xe đất dính thùng bốc đầu rất là cao các bạn nhé, không xuống được rồi. Nhấc đầu
chết chờ máy xúc. Chào đất rồi. Các bạn tài xế của chúng ta ngày hôm nay rất là rón rén. Vướng cái dây điện. Rất là đông xe các bạn nhé, 6 xe ô tô tải Hoa Mai chạy công trình buổi sáng ngày hôm nay. Đất nó dính kìa.